Rồi, let's go. Đây là đầu tiên thì là sẽ cùng các bạn một trận đấu Violet cực hay nhá. Xúc xích luôn. Giờ dư khỏi bắn xạ thủ nữa các bạn, cứ đi đánh đơn đấy các bạn nhé. Game này thua nhà Lao. Ôi giời ơi, chứa gì mà đặt thủ người khác thua như vậy á. Ác vậy. Ác vậy. Chứa gì là game này thua nhà anh Lao ạ. 1 minute 37 seconds later. Đắp bớt téo rồi đấy kìa. Ý lắm. Các bạn nói nghe có vẻ cần phết đấy. Chứa gì mà đắp bớt téo rồi kìa. Qua chưa ba không trúng kìa. Chết. Trời ơi một máu kìa. Trời ơi, chiêu 3 không chuẩn bị con Anatter luôn á. Hay quá. Chiêu 1 Mikina mày thôi. Mất liêm rồi. Trời ơi, thằng Murat kìa. Hay quá, giết được. Để giành tặng các bạn một được xem mình kiếm được gì để đấu thì tuyệt vời.